đây. Này cách quá thế cây mai vàng tại vườn Vĩnh Long của chú chú Tám Bật nha anh em. Cây anh em mua bên kênh em là cây toàn là bộ là cây dưới đất, cây thiên nhiên gì không à. Chứ không có mua cây nóng, cây nguội, em toàn là mua cây nóng chứ không anh em. Cây hành thuốc luôn á. Đây trên này. Vừa bứng mà vừa cắt phải không? Rồi, hiện trường đang phá thế phôi mai vàng hình thú nha các bạn. Ủa, cắt này ra thế cây liền đó anh em. Ừ. Đất nãy lúc nó hoang tàn lắm, thì mình cắt nó gai dán kiển rồi nè. Ừ. Nó không cắt thì đồng này nó quay cho tôi nhìn. Tôi đang cắt rồi. Rồi tại vườn của chú Tám gì? Chú Tám Mập. Chú chào thấy quý vị các bạn trên toàn cả nước cho chú. Chú tối nay lên đài truyền hình đó. Đây Vĩnh Long này chú. Cây này là dáng thú, thằng lắc tay cành đẹp nha anh em. Đó anh em đón theo dõi coi nặng anh lên sóng ha. Rồi anh em nào yêu mến kênh Cần Thơ Chi Tám cung cấp vôi nó vàng đẹp. Đánh Vĩnh Long ha. Đánh Vĩnh Long. Cho một like đăng ký kênh nha. À, còn thắng rồi. Rồi. Bến chào anh em ha, anh em có yêu quý Hiệp Trương với Hữu Đạt á, thì bấm cái đăng ký kênh cho anh em để anh em mình đón nhận những video mới và kết nối đam mê luôn ha. Em gán đi săn cây mỗi ngày cho anh em để cung cấp cho anh em. Chào anh em. Rồi tắt ha. Yeah.